mình đi mua không? Ăn ta muốn đưa xả lẻ để trong cũng sẽ việc nữa. Xả đầy vườn. Chào Huyền nha. Huyền xem livestream này cho Thỏ với nha. Huyền ơi, xe dùm lên mấy cái trang mấy cái trang của nha. Đó bữa này mà lỡ bữa này mà quên mang nhiêu tiền xin hai ngàn đi chị biết về không có hai ngàn chị biết còn chưa có. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ bán lỗ lại giỏ 95k. Giỏ 95k đối với những bạn xem livestream này nha. Mạng hơi bị yếu quá nhờ. Bạn nào, bạn Na nào muốn mua cho người yêu của mình thì cũng Vương ơi, nó nhỏ nhỏ. Mọi người like, mọi người share livestream này giúp mình với nha. Cái nào đẹp để ta một cái hả? Nhiều cái lắm, mà lấy cái nào để ta để cho. Đúng rồi, túi xách nha, 95.000 một cái đối với những bạn xe livestream này. Trời mưa bán ế quá nên xả luôn. Chị bán ở Sài Gòn nha em. Bán giỏ thôi nha. Mọi người share livestream này giúp mình nha. À, cái lòng tốt thì share giúp mình nha. Có rất là nhiều mẫu luôn, chỉ còn 40 cái thôi. Ai mà comment mất lịch sự hay là comment tục tiểu là mình xin block nha. Lớn rồi mà nó chỉ kiểu như không có giáo dục ấy. Ai mà vô đây mà nói chuyện mất lịch sự là mình chửi thẳng luôn đó. Mẫu cute hả? Mẫu nào em, nhiều mẫu lắm. Mẫu này nè. Mẫu này có hình ổ khóa rất là xinh luôn. Nè, đây là form nhỏ nha, nở bằng cái ổ khóa luôn. Mẫu này 95.000. Đây, ở trong nè, ở trong form rất là đẹp. Wow. Cảm ơn anh nha. Mẫu này nha, các bạn nào lấy mẫu này không? Mẫu này là mẫu mã là 006. Bạn nào lấy mã này, mẫu này thì comment tên, địa chỉ với số điện thoại lên để mình ship nha. Còn một cái duy nhất thôi. Mã 0. Bạn yếu ghê luôn á. Huyền lấy cái nào Huyền? Có ship nha em, ship về Bình Phước 30k. Mẫu này mã 06, bạn có lấy mẫu này không? Xe được mà chị. Bạn yêu quá. Mã 06 các bạn nào lấy không ạ? À? Chị ở Sài Gòn nha em. Cái này mã 06 này, bạn nào lấy thì comment 06 tên, địa chỉ với số điện thoại nha. Còn một cái duy nhất thôi. Ship tỉnh là 30 đến 40k trên một cái, mình chỉ lấy đúng ship thôi nha. Ship anh cái đó hả? Anh mua về chi giờ?
Nhưng mà tặng người yêu hả? Bà lấy mã 06 không mà không lấy thì mình qua nha. Mà 06 này còn đúng một cái thôi. Tặng em gì trời? Mạng yếu của mọi người ơi. Anh đang coi thì share livestream này giúp mình nha. Mã này 06 có ai lấy không ạ? Bên trong hả? Bên trong farm chuẩn nha. Tiền rẻ nhưng mà vải rất là đẹp luôn. Các bạn mua của mình rồi thì các bạn sẽ biết. Đây nè, có 3 ngăn. Có ngăn đựng đựng tiền riêng nữa. Phải không? Lấy cái này thì comment mã với lại tên cho em ship cho nha. Đây, ở trong đây bạn. Nè, ở trong nè. Cái này đeo đi chơi rất là hợp luôn. Tại vì nó form nhỏ. Bạn nào lấy mã 060? Không lấy thì mình qua nha. Không mua giỏ thì đừng có vô chọc mình nha. Mã 06 có ai lấy không ạ? Không thì mình qua mẫu khác nè. Mẫu cái chỉ có một thôi nha. Mẫu mẫu chỉ có một cái thôi. Chuyển về Bình Phước hả? Bình Phước ship 30k nha bạn. Sao toàn bạn nam comment không phải chờ. Ai mà nói mua là mình ship mà không chịu lấy là coi chừng đó. Mình qua cái mới nha. Bạn nào đang coi thì comment ở dưới cho mình biết. Anh Phong có lấy cái này không? Có lấy cái này tặng người yêu không? Không lấy thì em để, không thì qua nè. Vậy qua nha. Giang nha. Tặng em làm chi? Mẫu này mọi người, mẫu này đựng điện thoại rất là xinh, form nhỏ. Mẫu này 90.000 nha. Mẫu này chỉ có một cái duy nhất nè. 90.000 ca lấy mẫu này không? Mẫu này là mẫu 01. Mẫu 01 có ai lấy không ạ? Thôi tiền trao giám bút nha. Cái này 90.000 ca lấy không ạ? Mã 01. 01 nè, điện thoại rất là xinh luôn nè. Mọi người ai đang xem livestream này thì share giúp mình nha. Cảm ơn mọi người. Mạng nó hơi lag. Cái này mẫu 01 nha mọi người. Cái này có ai lấy không ạ? 90.000. Mà không kết nối lại hoài luôn á. Cái này mã 01 có ai lấy không ạ? Chỉ có một cái duy nhất thôi. 90.000. Có ba lô nha em. Có ba lô. Chỉ còn hai cái ba lô duy nhất thôi. Chỉ là văng ra hết á. Alo, chỉ có một mẫu này thôi nha. Mẫu này là 90.000 nè. Mẫu này sale 95.000 nha. À sale 90.000, hồi trước mình bán là 120 chứ. Alo xinh nè, ba lô form nhỏ này. Ta xưng với mình là em mà thì mình xưng chị luôn. Nhiều mẫu lắm em. Mà em thích cái nào là em lấy cái đó luôn. Chứ em coi là loạn luôn á. Chỉ còn một mẫu alo duy nhất thôi nha. Mẫu này đeo rất là xinh luôn nè. Mỹ làm lại là mẫu đeo alo cho ta Mỹ. Cảm ơn Huyền nha. Không bán nợ nha. Bán cái giỏ lời có mấy ngàn mà bán nợ nữa. Chắc chết đói quá.
mọi người ơi, cái mẫu này mình có thể vừa làm ba lô vừa đeo vừa đeo một bên được nha. Nhìn nè, cái mẫu này đeo rất là xinh luôn. Mình đeo nè, đó thấy không? Chỉ còn hai cái duy nhất, 90.000 một cái. Mã này là mã 08 nha. Bạn nào lấy thì comment mã với lại tên, địa chỉ giúp mình để mình ship cho, chứ không là người ta lấy mất. Nó cứ văng ra hoài luôn á. Cái này là mã 08 nha mọi người, chỉ còn hai cái thôi. Đây nè, vừa đeo ba lô được, vừa một bên được nè. Mà 08 có ai lấy không ạ? Đây ba lô xinh. Cái này đi chơi được, còn bỏ vỡ thì... Ôi cái mạng của tôi thất chán luôn nè. Có ai lấy mẫu 08 không? Không nhìn qua nha. Rất là nhiều mẫu luôn. 08 có ai lấy không ạ? 90k. Mẫu này nha mọi người. Mẫu này sale 95k nè. Chỉ còn một cái duy nhất của xanh rêu thôi. Ở bên ngoài nhìn rất là sang luôn. Mẫu không. Không em nha. Chị không có bán đồ. Mẫu 05 có ai lấy không ạ? Thành rớt này. Khoan, mày đi được không? Rồi, ok. Mẫu này mẫu 05 95k nha. Các bạn nào lấy mẫu 05 không? Mọi người mà coi livestream không kịp á thì mọi người cứ chụp cái giỏ, anh giỏ để gửi qua tin nhắn Facebook cho mình nha. Mọi người ơi, mình có đăng cái hình của cái giỏ ở trong cái album mà giỏ 99k á. Mọi người vô đó xem hộ mình nha. Mình không có chụp lại nữa. Mẫu là 95k nè, có ai lấy không ạ? Mạng yếu quá nên nó cũng yếu luôn. Mọi người nãy đông lắm mà đi đâu hết rồi trời. Đâu lắm mày vậy nè, bây giờ đi đâu hết rồi mày? Mạng yếu nhảy ra hết rồi sao? Hello anh Miền nha. Mọi người ai giúp Thỏ nha. Cảm ơn mọi người.
đừng nói nãy giờ là nghe hết rồi chứ tôi chết luôn.